Lấy gì chị nè? Bột ở dưới tủ á. Thì mày trong mày là ngồi đậu em quá đứng lao quá đó. Nó rung quá. Đứng 6 7 kế rồi. Đứng trong mẹ luôn. Đứng cuối cho mấy con mẹ. Chị ơi. Của chị bao nhiêu nè? 18 tới 50. Không có ai quan quanh luôn á. Chị ngoan đứng dễ sao thì. Câu đây chắc một kế đây sao mất. Mười phút nữa mấy mẹ. Đây mụn nó cũng không to lắm. Nó mụn to. Được là được hơn câu đà. Chị mở cửa ra cho nó mót gì. Cửa ngoài. Em kêu tao giống như quýnh lộn. Kêu gì? Lộn. Bà bị quân gờ nó. Không, mà khi nó chị đang rụt về cái bịch thì chị không nghe gì luôn. Đổi, đổi, đổi. Tẩm da. Được chưa mày? Không thương. Ta cũng còn cần một cái. Đứng xuống chặt lên một đoạn. Thương tập ngồi đi. Cô quá đứng cuối mày. Không phải mà. Chứ đứng có đứng đó chị cũng đứng được. Với lại đứng được bốn bài cái hồi miếng quen rồi đứng. Dưỡng cô rồi đứng được. Vừa nãy thấp. Đứng cạnh ngồi qua nữa. Ngồi quen gì đâu có. Anh ngồi có gửi cái tầm qua cho gì đâu có. Như có bảo thì bây giờ bên này cũng hơi đầy rồi, quá nè, còn hàng sẽ cua không? Còn dở không? Hay giá mà bị cho mặt. Yên có ăn đồ bổ cũng tốn tiền. Bởi giờ có tiền vô cho bà thân. Giờ có mua đồ bổ tiền vô thôi chứ đừng có ăn.
mình lâu lâu mình ói cái mệt chung. Ừ, ói nó mệt lắm chứ. Ê, mày ói là em nhận miết cái cổ họng luôn á. Đi xem xe ra nữa mày không? Ừ. Thì mấy lần nó tối không? To nè, thấy còn nhỏ nhỏ nhỏ, không biết sao qua là còn nhỏ 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 không. Rồi bây giờ em hả? Chị quay à? Hơn 10 phút. Chị mua kem cho em, nó dùng cho đỡ thanh.